Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 20 phút buổi sáng của ngày 7 tháng 8 năm 2018, tức là 8 giờ 20 phút tối của ngày 7 tháng 8 2018 giờ Việt Nam. Như chúng ta đã biết, trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, khi hai cái dự luật mà Cộng sản Việt Nam đã đưa ra, đó là dự luật an ninh mạng và dự luật cho thuê 99 năm ba đặc khu hành chánh kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, thì thưa quý vị, chưa nói đến cái hiệp ước Thành Đô, thì với những dự luật này, người dân trong nước đã thấy rõ cái hiểm họa bất nước với cái việc làm tay sai Cộng sản Việt Nam. Cho nên những cuộc biểu tình khắp nơi đã diễn ra một cách chưa từng có sau 43 năm. Thì kính thưa quý vị, nhiều dư luận viên, nhiều người đang phục vụ trong chính quyền, họ vẫn nói rằng những cái việc đó là không thật, và thậm chí rằng chỉ để làm cho phát triển đất nước. Thì thưa quý vị, gần đây chúng tôi được biết nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải Phòng, ông đã đến Vân Đồn. Mời quý vị nghe nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ tường trình về chuyến đi Vân Đồn và ghi nhận những cảm nghĩ của anh cũng như những cảm nghĩ của đồng bào tại Vân Đồn về cái sự kiện cho thuê đặc khu hành chính 99 năm tại Vân Đồn như thế nào. Chào anh Nghe Lữ và xin chào quý vị, tất cả quý vị thính giả. Tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vừa rồi tôi có một chuyến đi về Vân Đồn. Vân Đồn là một huyện đảo và nó là một trong ba cái dự án mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa vào cái đặc khu, và nó đã bị nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước phản đối kịch liệt và nó hoãn lại. Tuy nhiên, nó hoãn lại không phải là nó hoãn vĩnh viễn, mà nó sẽ đưa ra để Quốc hội để bàn thảo trong tháng 10 tới. Cái mục đích của chuyến đi của tôi là tìm hiểu cái phong cảnh, cái địa thế của Vân Đồn. Và mục đích thứ hai là tôi muốn tìm hiểu cái dư luận, cái tâm lý, cái tình cảm của bà con ngư dân, những người buôn bán nhỏ ở Vân Đồn đối với cái luật đặc khu mà Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị thông qua tại Quốc hội. Chuyến đi của tôi thì khá vất vả, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi phải đi bằng xe máy thì mới đi hết được cái Vân Đồn, để vừa thăm hỏi bà con, vừa xem phong cảnh, cái địa thế của nó như thế nào. Xin kể với anh, chia sẻ với anh và bà con rằng tôi đến Vân Đồn và tôi dừng lại ở đấy khoảng 3 tiếng đồng hồ. Phong cảnh Vân Đồn thì cực đẹp. Nó là một trong 60 hòn đảo. Nó không cách xa bờ. Và thủ phủ của nó chỉ nằm cách xa bờ khoảng trên dưới 1 cây số. Và để chuẩn bị cho cái dự án nâng lên thành đặc khu thì chính quyền của tỉnh Quảng Ninh đã xây 3 cái cầu tương đối khang trang để nối liền đất liền và hải đảo Vân Đồn. Đường đi khá thuận tiện, nhưng mà cái thuận tiện trong lòng dân hay không là vấn đề. Chúng tôi phải đi đến đấy vào buổi trưa, bởi vì chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị ngăn cản, sẽ bị an ninh hoặc là chính quyền địa phương họ ngăn cản chúng tôi tiếp xúc với người dân. Cho nên chúng tôi phải đi vào đến lúc đấy vào buổi trưa, và may mắn là chúng tôi tiếp xúc được với khá nhiều người dân. Trong đó thì có 3 người dân mà chúng tôi dành nhiều thời gian để tâm sự nhất. Một người dân đang câu cá ở trên cái cầu nối đất liền vào Vân Đồn, thì khi chúng tôi hỏi về luật đầu tư, luật kinh tế và chính trị đặc biệt, thì anh ta rất lo sợ. Anh ta chỉ nói như thế này: tôi
không có khả năng, khi tôi nói rằng là anh có thể có khả năng trở nên giàu có khi mà luật đặc khu được thông qua, thì anh ta cười, anh ta nói rằng những người như tôi không có khả năng. Kinh tế phát triển là phát triển cho loại người nào chứ không phải cho những cá nhân nghèo khổ như chúng tôi. Và anh ta nói sâu thêm rằng đất anh ta chỉ đủ để ở, không có đất để bán trong thời gian sốt đất vừa rồi. Nhưng mà đất công ấy, đất của nhân dân ấy, thì chúng nó đã bán hết rồi. Thì tôi mới hỏi sâu hơn rằng thế là ai bán và bán cho ai? Thì anh ta nói rằng tôi không dám nói với bác, bởi vì nói ra là người ta nói rằng tôi phản động, và nếu đến tai an ninh thì tôi sẽ bị đi tù. Tôi nghĩ rằng anh ta nói như vậy là rất mạnh dạn, bởi vì tôi là một người lạ đến và anh ta không biết tôi ở dạng người nào. Nhưng mà có lẽ thấy tôi là người đã có tuổi và chân thành cho nên anh ta mới thổ lộ như vậy. Nếu người trẻ mà có những cái hành vi mà có thể gây cho anh ta nghi ngờ là an ninh cài cắm thì chắc chắn là anh ta không dám nói như thế. Tôi đi sâu vào và tôi gặp một người thứ hai. Người thứ hai không nói, tôi không còn nói với đề tài ở người thứ nhất, nhưng tôi nói về một đời trải khác, là tại sao cái khu Vân Đồn im ắng như thế này. Trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ rất sôi động về cái chuyển nhượng đất đai, về những cái dự án đang còn xây cất. Nhưng mà anh ta trả lời rằng đã dừng lại rồi. Sau 7 8 tháng sôi động như là chảo mỡ đang đun sôi ấy, thì tất cả bị đình lại, bởi vì Quốc hội chưa thông qua được luật đầu tư, luật kinh tế và chính trị đặc biệt cho khu Vân Đồn. Và anh ta nói rằng là nhưng đấy là tạm thôi, nếu Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới thì vấn đề đất đai, vấn đề đầu tư vào Vân Đồn sẽ lại sôi động trở lại. Thế tôi hỏi rằng thế thì những người nào mua đất ở đây, đối tượng nào mua đất ở đây? Thì anh ta nói rằng là những cái mảnh đất rất đẹp đều đã có chủ. Và thực tế thì anh ta không biết rằng những người chủ của các vùng đất đó, của những cái bãi biển đó, nó thuộc về ai. Tất cả còn nằm trong vòng bí mật của chính quyền tỉnh Quảng Ninh và người dân không thể biết được. Chỉ khi nào luật thông qua, người ta công khai, người ta xây cất thì người dân mới có thể biết được là những mảnh đất ấy, những bãi biển ấy, những quả đồi ấy, vân vân, nó thuộc về chủ nào và ai đã bán nó. Cái người thứ ba mà tôi gặp thì anh ta thật thà lắm, anh ta nói sâu. Và anh khi tôi nói rằng là luật đầu tư này đưa nâng lên thành đơn vị đặc biệt về hành chính kinh tế thì nhằm vào Trung Quốc, anh ta nói rằng người Quảng Ninh chúng tôi không chơi với Trung Quốc. Và dứt khoát là không để Trung Quốc đầu tư vào đây. Tôi ủng hộ cái ý kiến của anh ta, nhưng tôi nghĩ rằng đấy là cái ý nguyện của anh ta thôi. Anh ta không biết hoặc là không đề cập đến một cái lực lượng khác quyền hành hơn nhiều, họ có quyền sinh quyền sát đối với người dân, phong cảnh và đất đai ở Vân Đồn. Đó là chính quyền tỉnh Quảng Ninh và cao hơn hết là chính quyền cộng sản. Ý nguyện của anh ta thì tốt, và anh ta chủ quan, anh ta nghĩ rằng người dân đảo Vân Đồn có thể quyết định được cái số phận của mình, đặc khu hay không đặc khu. Nhưng với cái suy nghĩ đơn giản như vậy thì anh ta không hề biết rằng, hoặc tôi xin lỗi là không dám nói,
Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta không không biết gì hơn là số phận của người dân Vân Đồn, của nền kinh tế Vân Đồn cũng như đất đai Vân Đồn không nằm trong ý nguyện của người dân Vân Đồn, mà nằm trong cái âm mưu của chính quyền tỉnh Quảng Ninh cao hơn là chính quyền cộng sản, và cao hơn nữa là quan thầy của họ, tức chính quyền Trung Quốc. Khi tiếp xúc với anh ta, nói chuyện với anh ta thì tôi rất là ái ngại, tôi rất là thương anh ta, bởi vì anh ta không hiểu sâu rằng tại sao nhà nước cộng sản Việt Nam đặt đưa cái Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc nâng lên thành đặc khu, và đặc khu đó nhằm vào cái đối tượng nào. Người ta chỉ hở ra rằng riêng Vân Đồn ấy, người ta chỉ hở ra rằng cái đối tượng là gì, nó bị ngụy trang bằng một câu là quốc gia có đường biên giới chung với tỉnh Quảng Ninh. Tất cả quý vị nếu đọc kỹ cái luật đầu tư thì chúng ta thấy rằng đấy là một câu rất rõ ràng, mặc dù chính quyền tỉnh Quảng Ninh nghĩ rằng nó có thể giấu giếm được cái nội dung bên trong. Nhưng tỉnh nào, nhưng mà liệu quốc gia nào có chung đường biên giới với Vân Đồn, với tỉnh Quảng Ninh? Chỉ có tàu cộng. Và các vị cũng lưu ý rằng trong cái luật đặc khu ấy, người ta cho phép nhà đầu tư xây dựng cả những nhà máy chế tạo vũ khí, chế tạo thuốc nổ. Đấy, đấy là một cái mà Vân Đồn có thể trở thành một cái căn cứ quân sự của Trung Quốc, bởi vì nó rất gần Trung Quốc, đường giao thông rất thuận lợi, người Trung Quốc có thể sang từ biên giới mà vào Vân Đồn chỉ 1.5 tiếng đồng hồ. Và khi mà một nửa số dân của Vân Đồn là người Trung Quốc thì cái việc tàng trữ vũ khí, giấu giếm vũ khí bằng đường biển vào Vân Đồn, ở Vân Đồn thì rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng cái chương trình lâu dài của chính quyền Trung Quốc là con đường tơ lụa trên biển, là vành đai, một vành đai một con đường. Ba cái đặc khu của chúng ta nó nằm ở ven biển của Việt Nam và đối diện với chúng ta là Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa, Trường Sa ở phía đông, và ba cái đặc khu nằm của Việt Nam, của tuy rằng nói là nước ngoài nhưng chúng ta cứ hiểu rằng của Trung Quốc, do Trung Quốc đầu tư và Trung Quốc chiếm ưu thế, nó nằm ở đất liền ven biển của chúng ta. Thì cái con đường tơ lụa từ đảo Hải Nam đi về phía nam đến Indonesia, chạm đến Úc và vượt qua bán đảo Malaysia vào Ấn Độ Dương, và từ đấy lan tỏa sang châu Phi và châu Âu. Con đường này để làm gì? Cái một vành đai một con đường mà chính quyền Trung Quốc nó nghĩ ra để làm gì? Để nó thâu tóm tất cả Biển Đông. Có thể là trong thời gian ngắn nó không khuynh loát được, nó không khống chế được những cái quốc gia như Thái Lan, Indonesia và xa hơn nữa, nhưng ít nhất đối với Việt Nam nó đã khống chế rồi, và bây giờ cái nguy cơ nó thôn tính rất là dễ dàng. Anh đã có một chuyến đi như vậy thì với cái nhìn của anh, với cái râm ran thì anh ghi nhận rằng Trung Cộng khi đầu tư vào Vân Đồn theo cái nhận định của chúng ta thì họ sẽ đầu tư vào đó là khu du lịch hay là công nghiệp, mà chính chủ tịch của tỉnh Quảng Ninh đó cũng đã nghĩa là nói theo cái từ ngữ trong nước là hồ hởi, nói rằng sẽ phát triển Quảng Ninh vân vân.
Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân á, Phó Chủ tịch Quốc hội thì bà cũng nói rằng đầu tư một á, lời cả trăm, vân vân. Thì thưa anh, với cái nhận định của anh thì anh thấy rằng, và qua những sự tiếp xúc của anh với người dân đó, thì anh thấy rằng như vậy thì Vân Đồn này nó sẽ đầu tư vào du lịch hay công nghiệp, và anh đã có ghi nhận những cái gì để chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng? Về cái lợi thế đầu tư, tôi nghĩ rằng đầu tư vào cái du lịch, đầu tư vào nghỉ dưỡng ở Vân Đồn là tốt hơn cả. Ở đấy có những bãi biển rất đẹp, và dọc cái con đường vào cái đảo chính ấy, người ta căng những panel và có những hình đồ họa mô tả những cái khu nghỉ dưỡng, những cái khu, những cái nhà bể bơi và những khách sạn lớn. Nhưng chúng ta phải nghĩ thế này, khi mục tiêu mà để cho Trung Quốc đầu tư vào đấy, dành cho Trung Quốc đầu tư vào đấy, thì cái du lịch sẽ bị giảm xuống chỉ là thứ yếu, và những cái khác nó sẽ chiếm ưu thế. Ví dụ như đưa người di dân, đúng, cái di dân thì rất là dễ, và khả năng di dân rất là lớn, bởi chúng ta thấy là người dân, người Trung Quốc ven các biển, ven bờ biển của họ rất đông đúc. Còn ở Vân Đồn có 60 hòn đảo, trong đó chỉ mới có 20 hòn đảo có người ở. Như vậy là còn 40 hòn đảo không có người ở. Và địa thế cũng rất phẳng, rất đẹp. Thì việc dư dân vào Vân Đồn từ Trung Quốc rất dễ dàng. Từ ven biển Trung Quốc đi vào các đảo ở Vân Đồn, nếu đi tàu thủy chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và cái đường thuận lợi như vậy, một cái, những cái phương tiện nhanh, những tàu chở người của Trung Quốc cũng nhanh và chở được một số lượng rất là lớn, thì việc di dân rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng không loại trừ cái thâm ý chuyển quân của Trung Quốc, rằng họ đầu tư vào Vân Đồn, họ thuê Vân Đồn những 99 năm, thì ở Vân Đồn sẽ xuất hiện những cái người Trung Quốc đến thế hệ thứ ba. Và khi mà đã đến thế hệ thứ ba thì chắc chắn là việc xua đuổi họ khi mà hết hạn thuê rồi, chẳng hạn nếu mà chính quyền cộng sản nó tỉnh ngộ được, ngộ ra và nó thấy là bất lợi ấy, thì nó có thể là đưa yêu cầu người Trung Quốc trở lại, thì lúc đó là người Trung Quốc đã thành người Việt Nam rồi, mặc dầu họ nói tiếng Trung Quốc. Họ sinh hoạt, cái văn hóa, cái phong tục tập quán của họ vẫn là Trung Quốc, nhưng mà nó đã đồng hóa với số lượng lớn như vậy, ở lâu dài như vậy, thì họ, chính họ đã đồng hóa cái người Việt Nam ở ngay tại Vân Đồn. Và như người Trung Quốc nói, ở đâu có người Trung Quốc là ở đó đất của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy Vân Đồn đã trở thành một vùng đánh thổ bên ngoài của Trung Quốc. Cái người dân, một số người dân ở Vân Đồn đã nhận thấy điều đó, nhưng họ không nhận ra rằng cái đó là có sự thông đồng của chính quyền cộng sản, chứ họ không nghĩ rằng đấy là cái mưu, âm mưu riêng lẽ của người Trung Quốc, của chính quyền Trung Quốc. Đấy là một cái nguy hiểm. Thứ hai nữa là hiện tại thì khi mà tôi quan sát ấy, tôi thấy những cái bãi biển là họ, một số bãi biển xấu, cát không được đẹp và có những cái vùng trũng, thì họ đã tổ chức san lấp bằng cách đào đất đá núi ở những cái vùng xa, ở phía sau mang đến. Và khi mà Quốc hội không thể thông qua được luật đặc khu thì họ tạm dừng, họ tạm dừng lại. Như vậy ấy, thì cái biểu hiện này cho thấy rằng những nhà đầu tư là người Việt chỉ nghĩ đến là xây dựng cái nhà nghỉ, xây dựng khách sạn, ví dụ như Vingroup
là họ đang xây dựng một cái khách sạn 60 tầng. Nhưng mà chỉ cần 5, 3 năm sau, khi mà cái khách sạn bão hòa rồi ấy, khi khách sạn bão hòa rồi thì có thể người Trung Quốc, nếu tôi nói cho nếu nha, nếu họ đầu tư vào đây thì họ sẽ xây dựng những cái công trình khác, những cái công trình khác mà chúng ta lúc ấy không thể nào ngăn cấm được, không thể ngăn cấm được. Bởi vì anh cũng thấy rằng trong luật đất, trong trong luật đầu tư đấy, trong luật đặc khu đấy, thì người ta giao cho cái thủ lĩnh của cái vùng đất đấy, tuy là người Việt Nam cai quản, tức là chủ tịch của cái đặc khu ấy là người Việt Nam, nhưng mà giao cho cái vị chủ tịch ấy một cái quyền hạn rất lớn. Cái quyền hạn đấy là gì? Quyền hạn đấy là cho phép hoặc không cho phép một công ty nào, một quốc gia nào đầu tư vào cái vùng đất mà ông ta đang quản lý. Vậy thì khi mà giao một cái quyền hạn lớn như vậy cho một đặc khu trưởng, thì khi chúng ta đã biết rồi, chính quyền cộng sản, những thành viên của nó là những cái thành viên tham nhũng, phải không ạ? Chính quyền này nó tạo ra một cái lớp người tham nhũng, và cái anh Tàu đấy thì họ rất là có mánh khóe, họ rất là thạo trong cái việc hối lộ, phải không ạ? Họ đã hối lộ để đưa dân để đầu tư vào châu Phi, phải không ạ? Và nhiều nước khác cũng như là vào cái cảng vào Campuchia, vân Campuchia. vân và vào Campuchia, vào cả Lào, tạo ra ở đất nước ấy đã có tham nhũng rồi, và họ là tạo ra một cái lớp quan chức ngay tại đất nước ấy tham nhũng nhiều, nặng hơn, nhiều hơn. Thì không loại trừ cái khả năng là khi mà chính quyền cộng sản nó đã có mầm mống, những cái cán bộ công chức của chính quyền cộng sản nó đã có mầm mống ấp ủ vào một cái gọi là tinh thần tham nhũng ở trong chính quyền, thì người Trung Quốc sẽ rất dễ dàng mua chuộc. Mỹ không thể mua chuộc được, Anh không thể mua chuộc được, đời bởi vì cái vị trí Vân Đồn không phải là cái vị trí mà Hoa Kỳ cũng như Anh, Pháp họ nhìn đến. Chỉ có người Trung Quốc thôi, nó sát cách Trung Quốc, nó rất thuận tiện cái đường giao thông từ Trung Quốc sang cả đường bộ và đường biển. Và cái âm mưu dùng đấy làm cái bàn đạp để mở rộng cái con đường tơ lụa trên biển, theo cái chương trình mà Tập Cận Bình có tham vọng đưa ra là một vành đai, muốn thâu tóm cả Biển Đông, thâu tóm cả phía Nam, mà đi vòng qua Ấn Độ Dương và lên trở lên phía Tây Bắc. Thì rõ ràng đất nước chúng ta bị bao bọc, cái nguy cơ là chúng ta mất nước rõ ràng. Có thể không phải là hôm nay, không phải là chỉ một một năm sau khi mà luật đặc khu ra đời, Vân Đồn biến thành một cái đặc khu, nhưng 10 năm sau, 20 năm sau chúng ta sẽ thấy rõ. Bởi vì họ được thuê những 99 năm chứ không phải 15, 20 năm như những cái dự án khác.